Chào mừng các bạn đã đến với Bookie Channel. Hôm nay chúng mình sẽ quay trở lại với chuyên mục Radio. Bạn có thấy buồn chán khi đọc sách trong một căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng? Bạn cần chút âm nhạc cổ điển để tập trung hơn. Hãy để Bookie đem đến cho bạn một playlist nhạc giúp bạn thư giãn khi đọc sách nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ like, share và theo dõi kênh để tiếp tục cập nhật những video bổ ích kế tiếp nhé.